Well, I know name trước, biết em rồi hả? Thank you following, kiên trì. Quay lại được vài ngày nghe đồ kể hả? Nhanh ghê luôn á. Dạ. Ý, cảm ơn anh no name. Tôi rất sao lá của anh em. À, được rồi, được rồi. Lật giảm quá nên chắc idol tức. Cảm ơn anh nha. Bữa off là 803 ca giờ. Sắp sửa mấy ngày nữa thấy lên 900k 1M bây giờ đấy. Có gọi là gì để dự định lên 1M trước Tết không? Nhà mình ơi mọi người mà còn chăm đậu chả kèo, mọi người kêu em đi PK để em được tính nhiệm vụ nha mọi người. Đi tắm đây.